Ok, chúng ta hãy cùng nghe bài của Logi. Thấy mọi người khen mà bài này hay lắm, anh ơi nghe thử đi. Yes sir. Quá sớm. Vinh Khuất thì có quá lâu, Logi thì có quá sớm. Ui, sắp tới mình làm bài quá nhanh. Chà, quan vị nước ngoài à? Trông như kiểu châu Âu nhở, UK nhở. Ý à? Italia à? Là bài quá đen đi. Cũng được đấy. Ngày hôm nay tao chơi ba vòng sự kiện, mở ra gì người ta gọi là quá đen. Đến ngày hôm sau tao lại chơi ba vòng sự kiện, cái cảnh này tao nhìn đi nhìn lại thấy nó vẫn khá quen. Ra lại rích luôn, tao ngồi dọn rác từ lúc ban ngày cho đến trời chập tối nhá anh em. Bố mày ngồi đập thẻ một lúc mà lên được thẻ thì bố mày lại mở bóng đá xem. Ok. Tao có một vài kỳ vọng khi tao tầm tuổi 20, nhưng nói thật tao cũng chẳng nghĩ nhiều gì về chuyện đó. Mỗi tháng tao muốn kiếm được khoảng chục triệu hoặc 20, lo về sau còn ra ở riêng, thuê tạm căn một phòng ngủ nhỏ. Tao có một vài ông anh cũng tiết kiệm được vài trăm triệu, tiền cà phê với cà phở mấy anh tiêu chả sợ thiếu. Thỉnh thoảng ra Nike là bộ đồ Air Max trăm đô, tao chỉ nghĩ mà cười, ôi chắc thì thôi rồi đủ hiểu. Còn tao chỉ mong là dư tiền ăn tuổi 30, rồi sang 40 mà có con cái thì một ông tôi chẳng góp. Có thể là con Hyundai i10 350, xong mua được nhà tập thể thì ngon, cứ khu chung cư mà chọn, không cần thêm gì nhiều. Bây giờ là phải chắc là nâng cấp rồi chứ còn tập thể với lại cả i10 gì nữa. Tầm này chắc à không, tầm này là cưới mẹc rồi. Hôm trước vừa thấy trên Facebook hai đứa up ảnh lên đi nhận Mercedes, bây giờ ở chắc là cũng phải chung cư cao cấp. Bọn mình mới mua nhà. LBA chơi tranh buổi chiều, ngắm cây với nắng lên lờ, anh em xong nhảy hip hop các kiểu. Nhưng mà sau vài năm, tao chỉ biết nói là tôi phải. Tao xuống con mức dư giả, khi mà tay của tao cầm mai. All this money came in too soon, too soon. Fame just came in too soon, too soon. Mọi thứ đến với tao nó quá sớm, quá sớm. Tao chả biết nói gì hơn. All this money came in too soon, too soon. Fame just came in too soon, too soon. Mọi thứ đến với tao nó quá sớm, quá sớm. Chịu nhở. Không biết nói gì ngoài cảm ơn khi mà tao được lấy những thứ mà tao chưa từng lấy. Thôi rồi, tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm bài quá đen mà tao chưa từng thấy. Có những lúc tiêu hoang, nhiều người nhìn tưởng tao là con của đại gia, vì đôi khi tao ở trong khách sạn hạng sang còn lâu hơn ở nhà. Và tao được đi vòng quanh thế giới khi tao mới sang tuổi 26, mới mua một căn chung cư view cả thành phố đằng sau. Được đưa vào trong sân bay, ngồi ở trong phòng thương gia, xong đi nhà hàng chả nhìn giá, biết là mình thiếu tiền trả. Và tao chưa bao giờ nghĩ là tao sẽ được sống thế. Tao vẫn bất ngờ sau từng đấy năm, nhưng giờ mới có dịp kể. Tại sao có quá nhiều người chụp ảnh mặt tao với xin chữ ký? Tại sao họ hét tên tao lúc tao đứng im và không làm gì? Tao cảm thấy số tao như con thâu ở trong Kung Fu Panda. Vốn là fan nên từ đầu tao chả định làm gì cả. Nhưng một ngày đang đi hóng tự nhiên cụ rùa chỉ mặt, chơi một cái lên sân khấu sự nghiệp tao đi xa. Too soon, it's too soon. Fame just came in too soon, too soon. Mọi thứ đến với tao nó quá sớm, quá sớm. Tao cũng chả biết nói gì hơn. All this money came in too soon, too soon. Fame just came in too soon, too soon. Mọi thứ đến với tao nó quá sớm, quá sớm. Yeah, không biết nói gì ngoài cảm ơn. Yeah, too soon, too soon. Quá sớm, quá sớm. Yeah, yeah. All this money came in too soon, too soon. Yeah, fame just came in too soon, too soon. Nghe là cuốn vai. Alright. Yeah, yeah, yeah. Tao vốn định sống bình thường như này từ ngày đầu tiên, nên tao không có cảm giác thỏa mãn khi tao nổi tiếng. Chả có cái gì gọi là giấc mơ thành hiện thực, đến spotlight hàng nghìn người thấy cũng chỉ là một phần của công việc. Tao từng hỏi Dương liệu tao có xứng đáng với số tiền đó. Tao hỏi anh em cái này do tao hay do trời cho. Sau khoảng 4 năm thì tao nói thật là tao cũng không rõ. Câu trả lời khá phức tạp để đo, vì đây người giỏi hơn tao, làm bộ mặt còn hơn tao, xong lại mạnh hơn tao, chăm ngon tao, và tâm huyết với việc của họ có khi còn hơn tao. Nhưng sao, tao là người được nhận phước, tao là người mà tự nhiên được sống một cách thoải mái mà tao không bao giờ nghĩ mình sẽ có được. Khó để nói trước, chuyện chẳng ai bói được. Nói chung là đành đi, thử để xem cảnh này đưa mình về đâu. 2502 gửi long về sau. Everything just came in too soon.
2022. Hình như là cái đợt này là đi lưu diễn ở UK xong rồi quay MV luôn. Nói chung là cũng quay kiểu clip đi đi chơi các thứ xong rồi về ghép ghép thành MV. Thực ra là ở cái thời điểm bây giờ thì cái MV nhạc nó cũng là một phần quan trọng của bài hát. Nhưng với những cái sản phẩm như thế này, chúng ta đôi khi chỉ cần nghe nhạc thôi là đã đủ hiểu được bản thân là Logi đang làm những cái gì. Bình thường như các bạn có thể thấy là bọn tôi thì có thể chia sẻ những công việc mà bọn tôi đang làm cho các bạn ngay trực tiếp trên live stream như thế này. Nhưng mà với những nghệ sĩ mà kiểu họ không có phải làm nghề như bọn tôi, họ kiểu chỉ có làm nhạc các thứ như thế này thôi, thì họ sẽ chia sẻ những cái cuộc sống của họ qua âm nhạc. Mà những cái sản phẩm như này thì nói thật với anh em, thì ở thời điểm bây giờ ấy, khi mà tôi thì cá nhân tôi nghe nhạc ấy, thì tôi sẽ không có để ý vào skill đi vần hay là flow hay như nào đấy quá nhiều, mà tôi sẽ thường thường là để ý vào cái cảm xúc và cái nội dung của bài nhạc cũng như là những cái gì viết trong bài nhạc. Ví dụ như trong bài này thì tôi thấy nó viết khá là đúng với lại những cái gì mà Logi đã từng trải qua và cuộc sống, bởi vì tôi cũng có theo dõi Facebook các thứ, cũng có để ý. Đấy, xong rồi tôi thấy là cái cảm xúc khi mà Logi viết cái bài này thì thấy là kiểu lúc này là cảm nhận được rằng ở thời điểm bây giờ bạn ấy đang rất là thành công rồi. Bạn ấy đang cảm thấy là bạn ấy đang rất là mỹ mãn và viên mãn với cuộc sống của mình rồi. Happy life, happy ending chưa? Thì chưa. Nhưng mà bây giờ phải lấy qua cái đoạn kiểu lấy vợ xong rồi các thứ. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại là tôi đang cảm thấy là bạn ấy khá là vui khi mà bạn ấy viết bài này. Kiểu như thế. À, mình cảm nhận được cái tinh thần của cái người mà người ta làm ra cái sản phẩm này ấy. Tôi lại thích nghe những cái sản phẩm mà kiểu đấy, đôi khi các bạn nhìn qua một lượt, nghe lại một lượt là các bạn thấy bài này đâu có quá nhiều vần 2, vần 3 hay như nào đâu. Có cả những chỗ vần đơn cũng nhiều mà. Nhưng mà anh em mình đâu có ai để ý vào là ơ, sao ông này dùng vần đơn hay như nào đấy nhỉ? Không, ông nghe vẫn bánh cuốn, nghe vẫn kiểu vãi lìn luôn mà. Nghe nó tích cực ấy. Và gần như là tôi cảm giác như là nó có thể truyền cảm hứng cho những bạn khác. Các bạn có thể yêu thích những công việc của mình và các bạn có thể kiểu đâm đầu vào các bạn làm hay như nào đấy. Nhưng mà hay, bài này lại thêm được vào list của mình để mình nghe các thứ kiểu thường xuyên được. Ok, hợp lý á. Thêm được vào list để nghe rồi. Yes, tôi có một cái list kiểu rap Việt ở trên YouTube, tôi hay mở cho các bạn nghe hàng ngày các thứ đấy. Lúc mà talk show, nói chuyện hay là chơi game thì tôi hay kiểu mở kiểu